Hello, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Work Cartoon. Gia đình Simpsons vốn đã quá nổi tiếng với chủ đề hài kịch và mang nặng tính châm biếm. Các vấn đề trong sitcom này thường xuyên được kể theo lối hóm hỉnh hơn bản chất thực sự của nó. Bởi vậy, khi nhắc đến The Simpsons, khán giả thường chỉ mong muốn được tận hưởng những tiếng cười giải trí. Đôi khi, chúng ta lại quên mất đó là những tiếng cười trào phúng được sinh ra để phơi bày các vấn đề xã hội mà nếu nhìn nhận một cách sâu xa thì có lẽ chúng đáng buồn hơn là đáng cười. Một trong số đó chính là chủ thể trung tâm của sitcom, gia đình Simpson. Có thể có nhiều người cho rằng họ là một tổ hợp hạnh phúc, vô tư và vui vẻ. Vậy nhưng có thực sự là như thế hay không? Trong video này, hãy cùng nhau đi tìm sự thật dưới mái nhà của họ nhé. Let's go! Nhà Simpson thường được biết đến có 4 thành viên, bao gồm ông bố Homer, một nhân viên kiểm định an toàn hạt nhân tại nhà máy điện Springfield, Marge hay Marjorie là một bà nội trợ điển hình tới mức dập khuôn. Cậu con trai cả Bart Simpson 10 tuổi, nghịch ngợm, quậy phá, đôi lúc còn ngỗ ngược. Con gái thứ hai Lisa 8 tuổi thì hoàn toàn ngược lại, chăm ngoan học giỏi, gương mẫu và có phần thông thái hơn tuổi của mình. Cuối cùng là cô con gái út Maggie Simpson, dù vẫn còn độ tuổi ngậm ti giả nhưng đã sớm bộc lộ tố chất thiên tài. Đôi lúc, gia đình còn có sự xuất hiện của ông nội Abraham Simpson, thường được gọi với cái tên Grandpa Simpson. Nhà Simpson còn nhận nuôi hai chú cún Santa's Little Helper thuộc giống chó săn thỏ và hai chú mèo tên Snowball. Trước khi nói tổng quan về toàn bộ gia đình Simpson, hãy tìm hiểu một chút về cha đẻ của loạt phim này. Mac Groening, tiền thân từng là một họa sĩ truyện tranh biếm họa. Sau này, ông bắt đầu sự nghiệp hoạt họa khi bộ truyện đầu tay Life in Hell nhận được sự chú ý của nhà sản xuất James Brooks. Và ngay từ bước chạy đà, Matt đã xây dựng được một cột mốc đáng tự hào mang tên The Simpsons. Các tác phẩm tiếp theo của ông dù không nổi tiếng như vậy, nhưng xét về chất lượng và độ nhận diện thì cũng không thể xem thường như Futurama hay Disenchantment. Matt thích lồng ghép tiếng nói chính luận vào các tác phẩm của mình theo cách hài hước và sâu cay. Những vấn đề mà ông đề cập thường mang tính xã hội rất cao, điển hình như bộ máy cầm quyền, tư bản hay chủ nghĩa tiêu dùng. Dường như đây chính là thế mạnh của Matt Groening và cũng hiếm ai làm tốt điều này như ông. Thực chất có nhiều nhà sản xuất hoạt họa ứng dụng công thức châm biếm xã hội trong tác phẩm của họ, ẩn dụ và cũng giàu chiêm nghiệm. Thế nhưng quá khó để họ có thể duy trì phong cách và chủ đề trong một khuôn hình kéo dài hơn 30 thập kỷ. Tính thời sự của Matt Groening trực diện, xuồng xã và thẳng thắn tới mức trời trụi. Xem phim của ông, ta có cảm giác như thể người đàn ông này có thù với Hoa Kỳ. Ông không hề kiêng nể chính trị hay tôn giáo. Cái ngôn luận mà Matt mang đến rất phóng đại và đen tối, nhưng đậm tính thời đại. Nhờ vậy mà The Simpsons vẫn luôn là sitcom giờ vàng biểu tượng của nước Mỹ. Nhưng Matt đâu chỉ khắc họa xã hội, ông đặt điểm nhìn tại một cá nhân hoặc một quần thể nhỏ để phản ánh hiện trạng cộng đồng. Nếu như từng xem Disenchantment, Matt thể hiện vị thế nữ quyền, xung đột giai cấp và mâu thuẫn sắc tộc từ những cá thể độc lập. Series cho nhân vật cơ hội để nói lên tiếng nói của mình, được phơi bày tâm tư cá nhân. Đôi lúc chúng ta nhận ra rằng, đằng sau cái vẻ dí dỏm ấy cũng là một bản ngã bi ai. Ví như công chúa Tebini, Matt cho cô một cá tính vô cùng dở hơi, nghiện ngập, thô kệch và ham chơi. Thế nhưng chúng ta không thể không yêu quý Binnie bởi bản tính độc lập, lý trí và gan dạ. Ở đằng sau đó là vô số những tâm sự khó ai hiểu thấu, sự thiếu thốn tình cảm của người mẹ, khoảng cách với gia đình và một tình yêu trắc trở. Đó đều là những điểm chung của các nhân vật của Matt Groening. Họ có đủ những nét tính cách tốt và xấu, có nội tâm sâu thẳm hệt như bản thân mỗi chúng ta. Và với The Simpsons, đó là toàn cảnh xã hội và con người dưới mắt ông. Matt đã lấy tên người thân của mình để đặt cho các nhân vật. Không tin được, hãy để tôi nói qua một chút nhé. Cha mẹ của Matt là Homer và Margaret. Ông có hai người em gái tên là Lisa và Maggie. Và Matt đã thay tên mình bằng Bart Simpson, tự tay gọt rũa và sáng tạo nên một mô hình gia đình trung lưu đặc trưng kiểu Mỹ. Họ sinh sống tại Springfield, nơi mà các chính trị gia mặc sức tham nhũng, quan chức rừng rưng và yếu kém, mạng lưới an ninh thì lỏng lẻo, thừa thãi, dân trí thấp thì khỏi phải bàn. Gia đình là tấm gương thu nhỏ phản chiếu lại sự vận động của xã hội. Và ở một xã hội nhũng loạn như Springfield thì dưới mỗi mái nhà đều sẽ có muôn vàn câu chuyện giờ khóc giờ cười. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng tích cực nếu bản thân chúng ta là người chứng kiến và trải nghiệm. Từng thành viên trong nhà Simpson đều có family issue của riêng mình. Và nếu được soi chiếu kỹ thì rõ ràng họ đang làm tổn thương lẫn nhau và tổn thương chính mình. Homer Simpson, chúng ta vẫn thường nói nhà dột từ nóc. Thế thì cùng đi từ nóc nhà trước nhé. Homer Simpson trong mắt tớ là một người cha tệ, nhưng tớ muốn có một người cha như ông. Trong The Simpsons Movie, Homer phơi bày đủ mọi tính xấu. Ông đần độn và vô ý thức, hơn thua và thiếu đứng đắn. Là trụ cột trong gia đình, nhưng Homer chưa bao giờ làm gương cho các con, thậm chí còn gây hại cho chúng. Những trò đùa giữa ông bố này với con trai thì vô bổ và phản cảm. Đùa cợt đánh nhau cùng bác trên mái nhà với búa và đinh. Khi bị nhắc nhở bởi bác hàng xóm nét thì buông ra những lời ác ý ngay trước mặt con trai.
dưới tư cách là một người bố, Homer không hề đưa ra những định hướng đúng đắn cho Bart. Trái lại, còn đầu têu cho cậu những trò đùa vô cùng thiếu tế nhị và có thể hình thành tổn thương tâm lý. Đơn cử như việc thách thức con trai trượt ván tới cửa hàng burger trong tình trạng khỏa thân. Kết cục là Bart bị còng tay cả buổi chơi trên vỉa hè, bị nhòm ngó và cười cợt. Nhưng đến khi đón con, Homer cũng chẳng thèm mang đầy đủ quần áo cho cậu, đổ tiệt mọi tội lỗi lên cậu để trốn tránh hình phạt dành cho phụ huynh. Điều đó khiến sự sỉ nhục Bart phải hứng chịu, không thể diễn tả bằng lời. Trước một cậu con trai đang tủi thân và sang chấn, Homer vẫn không buồn đoái hoài mà chỉ chăm chăm để ý tới con lợn của nhà hàng. Đỉnh điểm là hành vi bóp cổ mà ông dành cho con trai. Chúng xảy ra thường xuyên tới nỗi trở thành phản xạ của cậu. Rồi khi làm rơi cần câu của bác Ned, Bart tự động ôm cổ như lúc bị bố trừng phạt bằng bạo lực. Không chỉ là một bậc phụ huynh độc hại, Homer còn là một người chồng vô tâm và ích kỷ. Ông ngang nhiên bày bừa khắp nhà cho vui, trong khi Marge thì đang hì hục dọn dẹp giữa đêm. Hay trong tập 23 mùa 6, The Springfield Connection, Homer đã công khai chế giễu vợ khi bà tham gia vào lực lượng an ninh. Có vẻ như trong mắt người đàn ông này, vợ mình sẽ mãi mãi là một bà nội trợ toàn thời gian. Và khi bị Marge bắt phạm vì vi phạm, Homer lại trách móc vợ chỉ vì bà đã thi hành đúng phận sự. Ông quá độc đoán và thiếu sự đồng cảm với người thân. Vậy thì Homer có thực sự là một người chồng, người cha tệ bạc và đáng bị lên án? Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn các cậu nhớ rằng ông cũng từng là một người con. Từ lúc con trai 9 tuổi, mẹ của Homer, bà Mona đã bỏ nhà đi vì vướng vào cáo buộc phản động. Suốt 27 năm, Abraham đã khiến con trai mình tin rằng bà đã qua đời. Homer lớn lên thiếu thốn tình thương của mẹ. Đồng thời, bố của ông cũng là một người vô tâm, bỏ bê gia đình. Và tệ nhất, Abraham cũng là người ưa dùng bạo lực. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến Homer, biến ông thành một kẻ tùy tiện và vô tâm. Dần dần, Homer trở thành chính bản sao của cha mình. Và cũng chính ông thừa nhận với Bart rằng ông đã đối xử với cậu bé theo cách mà Grandpa từng đối xử với ông. Theo bài nghiên cứu The Effects of Being Motherless của Clarity Clinic, việc thiếu vắng hình bóng của người mẹ cả về mặt sinh học và nuôi dưỡng mang tới hai tác động lên quá trình phát triển của con trẻ, bao gồm việc phát sinh nhiều vấn đề trong các mối quan hệ và thiếu kỹ năng xã hội trong việc kết nối với những người xung quanh. Cả hai điều này chúng ta đều có thể nhìn thấy ở Homer. Không có sự chăm sóc và uốn nắn của mẹ, ông cũng khuyết đi nhận thức trong việc thể hiện tình cảm. Homer chỉ đơn giản hành động theo bản năng và chẳng buồn che giấu cảm xúc, dù đôi lúc bản năng và cảm xúc của ông làm những người xung quanh tổn thương. Đó là hệ quả của phương pháp giáo dục cực đoan mà Grandpa đã dành cho Homer. Và khi trưởng thành, Homer lại trở thành một người bố như Grandpa. Vậy thì tại sao tớ lại muốn một người bố như Homer? Ông có thể thất bại trong việc làm bố, nhưng không thể phủ nhận rằng bản chất của Homer vẫn hết mực yêu thương gia đình. Trong The Simpsons Movie, ngay khi nhận ra vợ con đã bỏ đi, Homer đã tìm mọi cách chuộc lại lỗi lầm. Đối với ông, họ là điều quan trọng nhất. Đôi lúc chúng ta sẽ bắt gặp một Homer Simpson hy sinh tất cả vì gia đình. Trong And Maggie Makes Three, tập 13 season 6, ngay khi biết Marge mang bầu lần thứ 3, Homer đã buộc phải hy sinh công việc mơ ước của bản thân ở sàn bowling, quay trở lại nhà máy hạt nhân Springfield, bán mình cho ông chủ Burns với một bản hợp đồng trọn đời. Nhưng dù tâm trạng nặng nề tới đâu, Homer vẫn về nhà và cố tỏ vẻ lạc quan trước mặt vợ. Với Homer, có thêm con đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính trên vai ông sẽ tăng lên. Homer không hề sẵn sàng cho sự ra đời của Maggie. Vậy nhưng, ngay khoảnh khắc mà cô bé nắm lấy ngón tay bố, ông đã hạnh phúc trở lại. Và dẫu có phải bán mình cả đời cho tư bản, trong một công việc mà ông luôn chạy trốn, thì con cái vẫn là động lực mạnh mẽ của Homer. Đáp lại điều khoản quái ác của Burns gắn trên tường, "Don't forget, you are here forever." Homer đã lấy ảnh của con gái Maggie bé bỏng và đè lên. Tất cả chỉ để lại dòng chữ, "Do it for her." Mà theo như Homer đã nói, ông sẽ giữ những bức ảnh của Marge ở nơi ông cần được động viên nhất. Marge Simpson, một gia đình điển hình kiểu Mỹ, chắc chắn sẽ không thể thiếu một bà mẹ nội trợ, và Marge là hình mẫu như vậy. Bà đảm nhận những công việc không tên, làm vợ của một ông chồng và làm mẹ của ba đứa con. Marge luôn xây dựng và duy trì cho bản thân hình ảnh mẫu mực nhất có thể, lời nói và hành vi đều được kiểm soát rất tốt. Những tưởng cuộc sống của bà sẽ đơn giản hơn, nhưng ngay từ trong chính gia đình, bà đã phải một mình gánh vác bốn vai trò. Trên danh nghĩa của một người mẹ, Marge phải đảm đương chăm lo cho Maggie mới lần lòng, lắng nghe và động viên Lisa nhạy cảm và nhiều tâm sự, giáo huấn hay đôi lúc phải bảo vệ Bart hỗ ngược trước cơn thịnh nộ bộc phát của Homer. Và là một người vợ, Marge phải cam chịu, nhẫn nại trước những thói hư tật xấu của chồng, nhưng chừng đó áp lực vẫn chưa đủ cho cuộc sống của bà. Đôi khi, Marge bị giằng xé giữa lựa chọn hôn nhân và hai người chị song sinh Patty và Selma khi họ nhất quyết phản đối Homer, ngay cả khi vợ chồng Simpson đã có ba mặt con. Sau tất cả những đe dọa đó, Marge vẫn luôn giữ cho mình thái độ ôn hòa và bản tính lương thiện. Phải chăng do bà đã quá yêu gia đình, quá yêu Homer để vị tha cho mọi khổ hạnh mà mình đang gánh chịu? Cũng có thể, nhưng tớ cho rằng bản tính của Marge là như vậy. Nhìn vào cách hai người chị cáu kỉnh đối xử với bà, chúng ta đều hiểu rằng cặp song sinh Beauvoir không hề có chút tình thương nào cho em gái.
Paddy và Selma ngang nhiên hút thuốc khi mà Marge đang mang bầu. Phớt lờ những muộn phiền của bà, Gus để Homer thụ động biết về cái thai Maggie. Nhưng đáp lại, Marge vẫn luôn dành cho hai chị một sự tôn trọng. Phải chăng việc là con út trong gia đình và có hai người chị gái cay nghiệt đã khiến bà trở thành một con người nhẫn nhịn và rộng lượng như vậy? Marge từng có một câu thoại khiến tớ vô cùng đau lòng trong The Simpsons Movie. Khi Lisa lao vào chỉ trích hành vi sa thải của bố, thì Marge đã can ngăn cô bé rằng, con là phụ nữ, con có thể chịu đựng như thế mãi mà. Có lẽ từ lâu, Marge đã chấp nhận thân phận của một người phụ nữ là phải hy sinh và bằng lòng. Meg Greening rất thường xuyên thể hiện quan điểm đả kích chế độ phụ quyền trong các tác phẩm ngoài việc chọn các nhân vật nữ. Tuy vậy, Marge vẫn luôn nuôi trong mình tư tưởng độc lập và hoài bão về sự nghiệp. Việc mắc kẹt sau cánh cửa nhà khiến bà không ngừng khao khát được làm điều gì đó lớn lao. Và chúng ta được thấy bà thử sức trong không ít lĩnh vực từ môi giới cho tới điện hạt nhân. Tuy nhiên sau cùng, Marge vẫn lựa chọn gia đình thay vì dành thời gian theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Bart Simpson. Bart chính là nhân vật mà Meg Greening đã đặt chọn góc nhìn cá nhân vào. Nhưng đây lại là thành viên có cái nét khó ưa vô cùng. Bart nghịch ngợm, láu cá và ưa châm chọc. Người xem đều dễ dàng thấy Bart có vô số hành vi phá làng phá xóm, mỏ hỗn thì khỏi bàn. Nếu đánh giá khách quan thì rõ ràng cậu là một đứa trẻ hư. Thế nhưng để nuôi dạy một đứa trẻ nên người thì một người mẹ mẫu mực là chưa đủ. Trong gia đình Simpson, có vẻ Bart là đứa con có mối quan hệ khăng khít với bố nhất. Bởi vậy nhận thức của cậu chịu ảnh hưởng của Homer khá nhiều. Dĩ nhiên, hình mẫu người cha mà Homer mang đến lại không hề lý tưởng. Ngay từ đầu mà tôi đã khẳng định, Homer có quá nhiều tác động xấu lên các thành viên trong gia đình. Và đáng buồn thay, đối với Bart thì chúng đều không hề nhỏ. Dưới danh nghĩa của một cậu nhóc 8 tuổi, Bart vô thức thừa hưởng những hành vi của bố mình. Điển hình nhất là cách mà cậu đáp trả lại lời nhắc nhở của bác hàng xóm giống y hệt lời của bố. Bên cạnh đó, cậu không ít lần bị bố tác động vật lý theo những cách thô bạo. Việc thiếu định hướng đúng đắn của phụ huynh đã dẫn đến tình trạng mất kiểm soát trong hành vi của Bart. Cậu cũng sớm bộc lộ xu hướng bạo lực trong cả hành động lẫn lời nói. Theo Case Studies of Fictional Characters đến từ Abnormal Psychology, Bart bộc lộ nhiều biểu hiện rối loạn tâm lý, nghiêm trọng nhất là ADHD. Mặc dù dành nhiều thời gian với bố, nhưng tương tác giữa hai bố con lại thiếu hẳn đi những cử chỉ thân mật, thậm chí là những hành động chăm sóc thường tình. Điều đó dẫn đến việc Bart khao khát có được sự quan tâm từ bác Ned, ghen tị và so sánh bố mình với bác. Thực chất đó là sự tủi thân rất bản năng của một đứa trẻ ở độ tuổi lên 8. Bác rất khó để phân biệt đúng sai và có nhiều nhu cầu thể hiện cảm xúc hơn. Vì như việc cậu uống rượu là sai, nhưng động cơ của việc làm ấy lại xuất phát từ việc cậu quá nhớ bác Ned. Và như lời thú nhận của Homer thì Bart đang chịu đựng những gì ông đã trải qua lúc nhỏ. Đồng nghĩa với việc Bart chính là nạn nhân của chấn thương liên hệ, phải chịu đựng nỗi đau di truyền mà cậu không hề gây ra. Hệ quả là những nét tính cách ương ngạnh, ngỗ ngược mà Bart đã kế thừa được từ bố. Suy cho cùng, tớ thấy Bart đáng thương hơn là đáng trách. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ và cũng có những đức tính hồn nhiên, mưu cầu được yêu thương đúng cách. Không may, Bart lại không nhận được những điều mà một đứa trẻ nên được hưởng thụ. Lisa Simpson. Trong mỗi tác phẩm của mình, Meg Greening chưa bao giờ quên đề cao tư tưởng đả kích chế độ phụ quyền. Với tớ, Meg chính là nhà sản xuất theo đuổi tiếng nói nữ quyền khôn ngoan và bền vững nhất. Mỗi bộ phim ông cho ra đời đều sở hữu một nhân vật nữ thông minh, độc lập và táo bạo, giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ nội dung. Trong Futurama, chúng ta có Turanga Lila, A Disenchantment là Tia Bini, và đương nhiên The Simpsons cũng không thể thiếu một nhân vật như vậy, và vai trò ấy được trao cho Lisa. Cô bé dù mới là học sinh tiểu học nhưng lại mang trong mình mindset không hề tầm thường, dù 18 tuổi nhưng đã có nhận thức rõ ràng về tôn giáo và chính trị. Bởi vậy, Lisa thường được xây dựng với hình tượng là một nhà hoạt động vì môi trường và bình đẳng giới, ăn chay và theo Phật giáo. Những điều này đều hoàn toàn tích cực, tuy nhiên hoàn cảnh của Lisa lại chưa bao giờ ủng hộ sự phát triển của cô. Lisa sinh trưởng trong một gia đình đông con, bố và anh trai thì chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi, tối ngày chỉ bày trò. Lisa chỉ biết tâm sự cùng mẹ, bởi bà là người duy nhất đủ tỉnh táo để thấu hiểu những mối quan tâm của cô. Nhưng có điều, Marge luôn đầu tắt mặt tối, quan xuyến từ việc nhà đến con cái. Đôi lúc, thứ bà bận tâm lại quá đỗi nhỏ nhặt so với những vấn đề vĩ mô trong đầu Lisa. Từ đó, cô bé dần hình thành khoảng cách trong tư tưởng với chính các thành viên mà đôi lúc chính Lisa cảm thấy phần nào trong cô cũng không thuộc về gia đình. Trong tập Mother Simpson, cô bé cũng bộc bạch với bà nội rằng chỉ khi được gặp bà, cô mới cảm thấy thực sự được đồng cảm. Cá nhân tôi nghĩ rằng so với Bart thì Lisa may mắn hơn, vì ít ra cô bé vẫn phát triển nhận thức theo hướng tích cực. Nhưng điều đó không thể phủ nhận một sự thật rằng Lisa cũng có family issue. Mỗi gia đình đều là một tế bào của xã hội. Muốn xã hội vững mạnh thì gia đình phải bền chặt. Và nhà Simpson chính là lát cắt phản chiếu thực trạng của Springfield. Tất cả những gì mà tớ vừa nêu ra có thể khiến các cậu nghĩ rằng nhà Simpson là một gia đình cực đoan. Nhưng đồng thời, tớ cũng muốn nhấn mạnh rằng mỗi gia đình đều có nhiều hơn một vấn đề. Bổn phận của từng thành viên là chấp nhận và sửa chữa chúng. Năm thành viên nhà Simpson đều có những tâm tư yêu ghét khác biệt, nhưng họ không từ bỏ nhau. Giữa họ vẫn tồn tại sợi dây gắn kết mang tên gia đình và huyết thống.
nó vẫn khăng khít đủ để họ yêu thương và gắn bó với nhau. Và tớ tin gia đình của tớ và cậu cũng như vậy. Những nhận định trên đều là cảm nhận của cá nhân tớ, nên tớ cũng rất mong muốn được nghe những quan điểm của các cậu. Vì vậy, đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.